Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin châu Á. Hàng chục ngàn người lại xuống đường chống chính quyền quân sự. Phong trào biểu tình chống chính quyền quân sự tiếp diễn vào ngày 17 tháng 2 năm 2021 tại Miến Điện, với hàng chục ngàn người lại xuống đường, mặc dù có nguy cơ bạo lực leo thang. Báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc đã nhận được thông tin về việc triển khai quân đội tại Regen. Theo hãng tin AFP, thì hàng chục ngàn người đã tập họp trước ngôi chùa nổi tiếng Suli ở trung tâm thủ đô kinh tế của Miến Điện, theo lời kêu gọi biểu tình vào hôm nay để đòi phe quân sự trao trả lại quyền hành và trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, nhằm ngăn cản việc triển khai quân đội. Những người biểu tình đã phong tỏa nhiều trục lộ bằng xe và xe tải, lấy cớ là những xe này bị hỏng. Hiện giờ chưa có sự hiện diện đáng kể các binh lính và xe thiết giáp trên đường phố. Tuy nhiên, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc Tom Andrews đã lo ngại bạo lực leo thang sau khi ông nhận được thông tin là các binh sĩ từ những vùng ngoại vi của Rangoon đã được di chuyển đến thành phố này. Ông Andrew cũng cho biết là cảm thấy khiếp sợ bởi vì trong quá khứ những vụ di chuyển quân như vậy vẫn mở màn cho các vụ sát hại, mất tích và bắt giam hàng loạt. Trong khi đó, cũng theo AFP, tại thủ đô Naypyidaw, thì nơi mà bà Aung San Suu Kyi đang bị quản thúc tại gia, các công chức, nông dân, thanh niên tham gia tuần hành rất đông đảo với những tiếng hô khẩu hiệu "Hãy giúp chúng tôi cứu Miến Điện". Quay sang Bắc Hàn, nước này đang bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu vaccine Pfizer. Theo các quan chức tình báo của Hàn Quốc, Bắc Hàn đã tìm cách đánh cắp công nghệ vaccine COVID-19 từ công ty dược phẩm Pfizer của Hoa Kỳ. Hiện vẫn chưa rõ dữ liệu bị đánh cắp ở mức độ nào, nếu có. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã thông báo riêng cho các nhà lập pháp về vụ tấn công, hãng tin địa phương của Yonhap đã đưa tin. BBC đã liên hệ với Pfizer yêu cầu đưa ra bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, quốc gia này sẽ nhận được 2 triệu liều vaccine của AstraZeneca Oxford trong vài tuần tới đây. Bắc Hàn đã đóng cửa biên giới vào tháng 1 năm ngoái ngay sau khi virus bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc. Vào tháng 11, thì Microsoft nói ít nhất là 9 tổ chức y tế, trong đó có Pfizer, đã nằm trong tầm ngắm của các tổ chức được nhà nước ở Bắc Hàn và Nga hậu thuẫn. Microsoft nói các nhóm Bắc Hàn có tên là Zint và Cerium và một nhóm của Nga có biệt danh là Fancybia đã chịu trách nhiệm. Phu nhân của lãnh đạo Bắc Hàn xuất hiện sau một năm vắng bóng. Vợ của lãnh đạo Kim Jong-un vừa xuất hiện trước công chúng, lần đầu tiên trong suốt hơn một năm qua, theo truyền thông Bắc Hàn. Bà Ri Son-ju đã cùng chồng tham dự một buổi hòa nhạc vào hôm thứ Ba trong dịp kỷ niệm ngày sinh nhật người cha quá cố của ông Kim Jong-un, cựu lãnh đạo Kim Jong-il. Việc vợ Kim Jong-un vắng mặt đã làm dấy lên những đồn đoán về tình hình sức khỏe hoặc khả năng là có thể là bà đang có bầu. Cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn được cho là ngày hôm qua đã nói với các nghị sĩ rằng bà Ri muốn tránh xuất hiện trước công chúng do lo ngại về COVID-19 và có thể là bà đã dành thời gian để ở bên con cái. Bắc Hàn chưa chính thức xác nhận có bất kỳ ca lây nhiễm COVID-19 nào, tuy các chuyên gia nói điều này là chuyện khó đạt được. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin châu Á. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin của Việt Nam với một vài nội dung chính như sau. Báo Floyd đưa tin tàu của Petro Việt Nam bị phát hiện chở dầu từ Iran và Venezuela vi phạm cấm vận. Việt Nam nhập khẩn cấp hơn 200.000 liều vaccine COVID-19.